Đây là 11 bản dầm em gửi về tỉnh Bình Dương, miền Nam, cầu Gia Cát Lượng. Đây là một món đồ cổ triều nhà Nguyễn, hay còn gọi là men Nam Huế, chôn các gọt chỉnh chu hiệu chữ Ngọc, sáng bóng đẹp. Người xưa người ta giữ rất là kỹ, rất ít khi người ta sử dụng những món đồ như thế này. Chính vì thế nên nó còn giữ được lớp men bóng bóng loáng, nhưng mà cái men men chàm này cổ xịn. Các bác nhìn vào đây, nhìn mình biết được rằng là để có một cái sự so sánh về những món đồ chuẩn cổ và những món đồ mới, đồ nhái nó bên ngoài thị trường. Đồ chuẩn cổ nó như thế này. Bác nào yêu thích thì cứ gọi điện cho em để mà sở hữu những cái cổ vật chân chính, những món đồ cổ chính quy, điện tích rất đẹp, giá lại bình dân, chỉ có vài triệu đồng thôi.